Yo, what's up? Hello tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và lại là mình, Phong Cận TV và Samida. Yeah, và ngày hôm nay như các bạn đang thấy thì mình đang đeo mắt kính VR các bạn ạ. Đấy, thì nếu như bạn nào có xem video của mình thì chắc bạn cũng biết là ngày xưa mình đã từng chơi VR trong Minecraft. Đó, thì có nhiều bạn bảo mình là anh ơi, sao lâu quá chưa thấy anh chơi game VR, anh chơi lại đi. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục game VR cho các bạn xem nha. Và nếu như bạn nào muốn mình chơi tiếp tục những cái tựa game VR nữa thì đừng quên là comment xuống bên dưới và nhớ cái nút like video này. Mình sẽ làm tiếp game VR cho các bạn coi nha, ok. Và đây, như các bạn đang nhìn ở trên màn hình thì đây, anh em thấy tôi đang ở đâu không? Đó, tôi đang đứng ở trong một cái căn phòng để tôi xoay vòng tròn anh em xem nè. Nó có cái ghế nè, thấy không? Nó có cái bộ PC nè. Đó, còn cái này là cái tay của tôi nè anh em, đó, cái tay của tôi. Thì hiện tại là tôi đang ở trong một cái tiệm cắt tóc các bạn ạ. Thì tôi đang làm cái công việc là đi cắt tóc cho người ta. Đó, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm thợ cắt tóc trong VR nhé. Let's go. Thì đây, xin giới thiệu bạn, đây chính là anh khách của chúng ta, một anh khách rất là dễ thương, râu rất là dài, tóc rất là dài. Ông này cả lông mày luôn hả? Trời ơi. Không, ông này là nhộm lông mày thành màu xanh lá cây. Đó, ok, rồi. Sợ thì đi về. Đầu tiên thì em xin tháo mắt kính cho anh nhé. Rồi ok, tiếp theo thì chúng ta sẽ cạo chọc đầu cho khách trước nha. Mình sẽ bấm cái nút này để hạ cái ghế xuống nè bạn. Đó. Bấm cái nút này hạ ghế xuống. Dạ rồi. Đầu tiên thì mình sẽ cầm cái kéo. Wow, cái kéo nha bạn. Rồi chúng ta sẽ cắt. Không, mình cắt bằng kéo trước cho nó hết cái tóc chứ đã, thấy không? Rồi đó. Ui, ui chết. Rồi xong luôn, tôi làm cắt lông mày của khách rồi. Ừ, dạ anh bình tĩnh nha, tí nữa em nhộm lại cho anh nha, anh yên tâm. Dạ rồi. Sao? Xoay sao? Cái đầu ổng được không? Được, mình nắm cái đầu mình xoay lại nè. Đó. Trời ơi, thấy thật không sao? Như là nghề cắt tóc thật vậy đó. Đó, trời ơi, tôi cắt làm sao tôi thấy cái đầu quý khách của tôi thành cái đầu người ngoài hành tinh rồi đó. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ để đây và chúng ta sẽ lấy dao cạo. Đây, cái này dao cạo để chúng ta cạo đầu cho khách nha các bạn nha. Cạo sạch luôn, cạo hết. Ôi, cái gì cạo lông mày người ta vậy? Rồi xong cạo chúng lông mày. Không sao quý khách, lỡ rồi em cạo luôn. Em cạo hết cho ngầu, ai sợ đi về. Đúng rồi, ai sợ đi về quý khách ơi. Giờ là mod thời trang người ta, bây giờ là người ta không có để lông mày nữa. Đây còn râu quý khách nè, để em cạo luôn nha. Ok, đẹp trai quý khách. Dạ, em sẽ để cái dao xuống đây lại. Bây giờ là quý khách đang thiếu lông mày đúng không? Rồi quý khách để em xíu nha. Lông mày thì em sẽ có cái này. Đây, đây là bình xịt tạo lông mày. Đó. Tạo ra cái lông mày màu xanh lá cây đúng ý quý khách thì đúng không? Rồi, ba lông mày bên này nha. Đó. Rồi, có lông mày nha, phải màu này quý khách. Vậy thôi, để em xíu. Lông mày thì nó hơi dày nha quý khách. Để em cạo cho nó ngắn bớt nha. Dạ, đem tỉa cho ngắn bớt nha. Đây đây đây. Đó, tỉa. Em cắt kéo cho nó dễ nha quý khách. Đó. Ồ, quý khách ngồi im nha, coi chừng cái kéo đâm vô mắt quý khách. Ngồi im nha quý khách. Dạ rồi. Đó, trời đẹp trai. Đem mắt kính cho lại nha quý khách. Dạ rồi, đây mắt kính của quý khách. Đây. Dạ rồi, đây. Đẹp trai. Ư hợp như hình nha quý khách. Dạ rồi, bấm vô đây đồng ý nè. Yeah. Ba sao luôn, ba sao luôn. Wow, được ba sao luôn các bạn ơi, quá đã. Rồi chị khách tiếp theo là gì đây? À, chị ấy cần một cái đầu phía trên là xanh lá cây, lông mày với lại là tóc ở hai bên là màu đen. Ok. À, trước tiên em xịt màu đen trước cho chị nha. Em lấy bình sơn màu đen nè. Nghề xịt màu đen à, lông mày hả? Đúng rồi, phải xịt lông mày màu đen cho chị. Đó, đó, rồi bên đây màu đen luôn nè. Dạ rồi, chị ngồi im nha. Rồi sơn màu đen cho chị nè. Đó, đẹp trai liền. À không, đẹp gái lộn. Rồi trội cái bình sơn luôn đi, hay là dùng hết rồi đó. Giờ em lấy bình màu xanh cho chị nè. Bây giờ là cái đầu của chị màu xanh lá cây đúng không? Rồi ok, xịt sơn cho đẹp đẹp nha. Rồi yên tâm đi, em làm thợ sơn bao nhiêu lâu nay rồi em mới chuyển qua làm thợ cắt tóc á chị. Đó, đó rồi. Bình thường là em còn hay sơn súng tăng đam nữa, chị muốn sơn súng tăng đam không? Em có sơn súng tăng đam nữa đó. Rồi hình như là chị không cần đeo mắt kính luôn đúng không chị? Rồi trời, cái bình sơn luôn. Ui, hình như là sơn nó dính vô trong lông mày của chị nè đúng không? Chị để em xíu, chị để em xíu. Đây. Sạch nào dưới thôi nha. Phải canh canh nè, thấy không? Nó. Rồi chị ngồi im. Vô nó vô mắt chị rồi, để em che mắt chị lại nha. Rồi, đó. Okay. Rồi, ok chị. Rồi. Đẹp. Finish. Đẹp nha. Yeah, cảm ơn chị. Giờ này chị cho em nhiêu sao chị? Trời ơi, có 2 sao vậy? Rồi, vị khách tiếp theo của Sammy sẽ là một vị khách quê gâu. Anh ta cần nhộm râu lại thành màu vàng với lại lông mày thành màu hồng. Ui, dễ thương quá vậy. Ui, dễ thương quá, nhưng mà cái tóc cắt hơi râu cắt hơi khó nhờ, râu là cạo đúng không? Đúng rồi, cạo, lấy đầu cạo. Bây giờ Sammy sẽ cạo râu nữa. Rồi, cạo từ từ nha, cứ chừng mất hết râu quá nha. Rồi, chưa, chuyên nghiệp chưa? Rồi, từ từ thôi, nhẹ thôi, chậm chậm thôi. Rồi, bây giờ xoay ghế lại cạo thêm. Ủa gì cười đúng rồi. Đúng không? Tôi thấy mắc cười thôi chứ cái gì đâu. Ê chuẩn nha Phan ơi, tôi thấy chuẩn rồi đó. Sắp chuẩn rồi đó, chỉ cần cạo gọi là sơ sơ bên ngoài thôi. Đó đúng rồi, con kia con dư kia cạo. Ê, hết cho tao luôn. Đây. Rồi cạo. Rồi. Rồi. Yeah.
sơn lông mày ảnh kìa, sơn lông mày màu xám, tóc màu xám. Anh này biết nhìn nó màu xám đẹp mà. Woo, Samira quá chuẩn, tôi thấy tôi làm hơn ông rồi đó. Đúng rồi, thấy là Sammy làm có vẻ chất lượng hơn tôi đó bạn. Sammy làm chỉnh nè, ok. Rồi Sammy cắt tóc được rồi đó, Sammy ra làm ngày cắt tóc luôn đi Sam. Thôi, sợ lắm, sợ lắm hả? Rồi, bây giờ là xịt rau, ok. Xịt cho đúng nha. Rồi đấy, xịt đúng mà. Đó. Ok, ok. Rồi, đẹp xịn chưa? Rồi ok, 10 điểm rồi đó. Yeah. 3 sao. 3 sao không? 3 sao không? 3 sao. Wow, 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 what's up? Wow, chị này ngầu quá vậy. Wow, chị này cạo đầu nè. Chị này là cạo một nửa cái đầu. Wow. Sao cạo được không? Được, đổi kính nè. Đổi mắt kính cho chị nữa đó. Sao, bà chọi mắt kính người ta luôn vậy? Không, được kính nào vậy? Kính nào vậy? Hả? Kính màu vàng. Đây, màu vàng. Đây. Có phải cái này. Đó, rồi, rồi ok. Rồi, ok. Rồi. Giờ đầu tiên mình phải nhuộm tóc trước nha. Nhuộm tóc, nhuộm chân mày. Nhuộm màu đen. Màu đen, ok. Rồi, sơn màu đen kỳ kỹ luôn nha, coi chừng lem màu á. Biết rồi, tôi là tôi chuyên nghiệp rồi, biết cách sơn rồi. Sơn nửa đầu đúng không, tại chị cạo chọc mà. Đúng rồi, sơn nửa đầu thôi, chị cạo một nửa đầu mà. Rồi, ok. Rồi, ok đó. Bây giờ để nhục chân ngoài. Sammy thấy cảm giác như đang làm thiệt không? Ờ, như thật vậy đó. Nếu mình đang như Sammy đang làm tóc cho ta ngoài đời thật đúng không? Rồi, giờ mình cạo đi ha. Cạo, đúng rồi. Chị đứng yên nha. Rồi, cạo từ từ nha, coi chừng rớt cái lỗ tai người ta đó. Rồi. Ờ, ê, nhìn như thật vậy đó. Coi chừng rớt cái lỗ tai người ta nha. Rồi. Wow, rồi ok, tôi thấy là đẹp rồi đó Sam ạ. Ê, đẹp, y chang mẫu luôn nè. Đúng không? Y chang mẫu luôn. Y chang chưa? Ui, y chang. Rồi, y chang rồi, chị chấm điểm thôi. Từ, chân mày hơi, chân mày đúng chưa vậy? Sao tôi xịt không đúng vậy? Chân mày nâu vậy? Xịt thêm đi, hình như phải xịt thêm á. Đó. Đúng rồi. Rồi, ok. Vô. Không. Vô. 3 sao. Woo. Rồi, hay quá. Yeah. Bắn tim. Bắn tim. Bắn tim hả? Đó, bắn tim. Woo. Bước tiếp nha. Rồi ok, tới anh tiếp theo nè. Rồi tiếp theo là anh này là cần làm tóc kiểu gì đây? Đây để em xem thử nha anh. Dạ rồi. Tóc anh này là anh muốn thay cái mắt kính mới. Dạ rồi, mắt kính này cũ rồi đúng không anh? Trời, dạ rồi. Anh này cần làm mà nhộm thành tóc màu vàng, lông mày màu vàng và râu màu vàng. Râu hiện tại là sai đúng không anh? Dạ rồi, vậy để em cạo râu cho anh nha. Chậm thôi cho nó dễ. Nhanh quá không được. Nhanh quá là cạo trúng cái lỗ mũi anh luôn đó. Rồi tiếp theo nữa là anh muốn mọc râu đúng không? Dạ rồi, anh ngồi xịt xuống xíu giúp em nha. Giờ cái tóc trước đi, em nghĩ là em làm cái tóc trước đi. Anh muốn mọc tóc nữa cơ. Em sẽ chọn bình xịt màu vàng để xịt cho anh nha. Cái bình xịt này là để mọc tóc đó anh. Đó. Ê Sam ơi, tôi nghĩ là khách này để tôi tự freestyle cho ảnh một cái bộ đồ, một cái đầu thật là xịn đi chứ. Anh này rốt như này tóc là chưa rốt lắm nha. Đúng rồi, tóc này là nhìn chưa có chất lắm anh. Biết cái tóc nhím không mà giật không? Để em làm cho anh một cái tóc nhìn nó chất hơn nhiều anh trai yên tâm. Đây. Rồi, anh trai ngồi im nha. Đây, tóc em sẽ làm cho nó chất mà nó gầy gầy. Cho nó chất nè. Đó. Rồi, tóc của anh là như thế này đi ha. Dạ rồi, ok. Rồi, tiếp theo nữa là anh sơn lông mày và một anh cần râu nữa ha anh. Đây, để em làm râu cho anh nha. Ok, râu đúng không? Đây, trên đây đúng không? Đó. Rồi, đúng kiểu râu rồi đúng không anh? Dạ rồi. Râu thì màu vàng đúng không? Mà em thấy là màu vàng nó không hợp với anh ạ. Màu vàng nó nhìn nó hơi bị gọi là trẻ sâu á, hiểu không? Màu của anh á em nghĩ hợp nhất là anh nên dùng là màu hồng. Đó. Màu hồng nhìn nó cute hơn. Hồng nam tính. Đúng rồi, hồng nam tính anh ạ. Nhìn đây. Cái áo anh là biết anh nam tính cỡ nào rồi. Đúng rồi, nhìn cái áo anh là thấy nam tính rồi. Đó. Lông mày á thì em thấy hiện tại bây giờ đang ngót là không để lông mày luôn anh ạ. Nhưng mà thay vì không để lông mày như người ta thì em sẽ làm lông mày của anh như thế này nha. Đó. Đó. Đây từ từ anh để xíu nha. Em sẽ cạo hết lông mày cho anh nha. Đó. Rồi. Em sẽ lấy bình xịt lông mày nè. Dạ rồi, ok. Thế là em sẽ cầm đồ cạo lông mày nè. Em chặt xuống cái. Đó. Lông mày như thế này nó mới chất anh ạ. À. Dạ, lông mày như thế này nhìn nó mới chất này không? Nhìn cũng đẹp rồi đó. Lông mày thì em nghĩ là cho nó hợp hơn với Joker đi anh, là màu xanh lá cây nha anh. Đúng em rồi. Thấy màu xanh lá cây là nhìn nó Joker á, nhìn nó ngầu anh hiểu không? Em là lông mày màu xanh lá cây nha. Ui, khoan anh ơi, lông mày anh có 3 cái nè, em nghĩ là 3 cái mỗi cái một màu đi anh. Được không? Đây. Trời ơi. Đây là màu xanh lá cây nha. Bên này màu xanh lá cây. Trời ơi, tưởng. Rồi, bên này màu xanh lá cây đúng không? Còn bên kia em sẽ cho là màu xanh dương đi anh. Màu này là màu xanh của bạn mèo Simmy anh. Anh biết bạn mèo Simmy không? Bạn đó là YouTuber á, 5 triệu sub với anh, ghê lắm. Em chưa được 5 triệu sub nữa nè. Mấy bạn fan xem video nhớ cho em mình 5 triệu sub nhớ bạn. Đúng rồi, 4 triệu mấy sub rồi chứ. Đúng rồi, gần 5 triệu sub rồi. Anh kêu mấy bạn fan là subscribe cho em nha anh. Nha. Ủa xanh lắc đầu. Lắc đầu hả? Móc mũi anh tin không? Phải subscribe nghe chưa?
không có được, không sụp ra chưa, hồi lại móc mũi anh á. Rồi, rồi bây giờ còn bên đây thì em sẽ sơn màu màu vàng đi. Em thấy màu vàng được á nè. Màu đỏ đi Phong, đang xanh đỏ đi. Không, cái đầu phải màu đỏ, cái đầu màu đỏ. Ok ok. Rồi, đó, lông mày anh nhìn chết anh hả? Trời ơi. Khoan từ, râu chưa chắc lắm. Râu tỉa sao chưa chắc rồi. Râu thì chắc là em tỉa nha nè. Đó. Sao cái gì nó cũng đứt khúc vậy? Nhìn nó đứt khúc vậy, nhìn nó mới chết anh hả? Dạ, rồi. Đó, thơm anh cái vậy. Hùng anh cái nè. Hùng anh cái nha, rồi. Đẹp trai quá anh ơi. Rồi, ở giữa em nghĩ màu đỏ đi anh, màu đỏ nhìn cho giống máu cam. Rồi. Kiểu bị xịt máu cam anh. Đó. Rồi, ok, rồi bây giờ anh ngồi im nhé, giờ tới cái đầu nè. Cái đầu thì em nghĩ là bây giờ em... Tính lấy đi đắp cái mặt sao mà. Trời ơi, đắp mặt tôi luôn á. Xin lỗi sao. Đây. Trời ơi. Em cạo giữa nha anh. Rồi, em thấy là bây giờ hiện tại người ta đang có một cái mod như thế này anh, là ở phía giữa là người ta cắt sạch hết. Em xích qua được không? Tôi sợ quá, đây nè, đang ở giữa ra được không? Dạ rồi. Đó. Đây để em cắt cho anh cái kiểu này chất lắm nè anh. Ê, ở giữa chặt hai bên đi không? Đúng rồi, Phong tính là cắt ở giữa là thành một cái đường ở giữa cho ảnh mà, hiểu không? Đường vào tim á em á. Đúng rồi, đường vào tim em ôi băng xá đó. Ôi ơi, mày cắt đầu qua đường là trời ơi, chắc nhất thì bắt chơi. Ok, rồi anh ngồi im nha. Em lấy cái bình sơn màu xanh lá cây. Ở giữa mình sơn màu xanh đi nha. Đó, ở giữa cái đầu mình sơn màu xanh cho nó chất anh ạ. Trời ơi, tôi thích hết rồi. Chủ nhà này làm bao nhiêu điểm cho bù luôn rồi. Đó, chất anh ơi. Rồi, từ từ để em xem coi. Hai bên thì em nghĩ là em sẽ sơn cho nó giống như là màu con tắc kè anh hiểu không? Chờ, trước này màu vàng đi. Đó. Đỏ, xanh, tím cái gì có là không có thấy tôi. Vàng nè, đó. Rồi ok. Màu tím đi anh ha. Màu tím em thấy màu tím giờ đẹp anh. Đó. Nhiều màu ghê hả? Anh này là tóc ảnh phải nhiều màu vậy Sam ơi. Anh xoay cái đầu quá xíu được không anh? Sao không xoay quá? À đây rồi, đó. Anh này không một tác lắm nha. Rồi, ok. Màu tiếp theo em nghĩ sẽ là màu xanh dương đi anh ạ. Màu xanh dương này màu của em nè anh. Màu này cũng màu của em nè. Màu kia là màu của Sim, còn này màu của em đó nè. Đó. Xoay lại nha. Em sạch cho tôi màu xám được không? Cho tôi ít được không? À cho Sam màu xám hả? Là Sam cũng muốn có màu xám trong cái gương mặt của anh đẹp trai rồi đúng không? Đúng rồi, anh này chất quá. Anh này chất quá hả? Được được, vậy Phong sẽ lấy màu xám. Chắc cho hai cục bên đây màu xám đi. Chấm chấm rồi đó. Không được, không được, vậy xấu lắm. À, Phong nghĩ là Phong sẽ lấy cái đồ xịt râu nè, Phong xịt dưới đây cho anh. Đó, cho anh cái râu dưới đây màu xám nha. Trời ơi, nhìn nó nhiều màu quá. Rồi thêm cái ít râu bên này nữa. À, anh muốn tô má hồng không? À, đi má hồng hả? Em tô má hồng cho anh nha. Ngại ngùng quá không? Ngại ngùng mắc cỡ nè. Rồi. Quá. Quá dễ thương anh này. Số 1. Like cho anh, like cho anh. Ông xoay vòng ấy. Đó. Trời ơi, review quá nha. Mấy bạn review cái tóc của ảnh sao bạn? Đẹp không bạn? Rồi. Đẹp không? Mang cái kiến cạnh đó kìa. Ờ à, đúng rồi, mang cái kiến cạnh đó. Quên, anh đợi em xíu nha, lấy cái kiến cho anh. Kiến anh là kiến ngôi sao đúng không? Đây kiến này đúng không anh? Rồi. Để em xem có kiến nào VIP hơn với cái phong độ này của anh không? Em thử kiến này được không anh? Anh thử mang kiến này vô coi. Wow! Wow, chất anh ơi. Còn kiến này thì sao? Wow, kiến này chất hơn nè. Ok rồi, em quyết định là chấm 10 điểm nha anh nha, để em chụp anh tấm hình nha. Quá đẹp. Tưởng mà xíu sao vô. Quá đẹp. 10 điểm anh ơi. Dạ rồi, ok, finish. Ok, rồi. Đẹp vậy mà anh cho có một sao. Rồi, cậu nhóc cuối cùng cũng là khách hàng cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay. Cậu bé này muốn có một mái tóc màu đỏ, rồi còn nhợm nữa, trời nhìn giống siêu nhân quá vậy. Đang làm gì đây, coi điện thoại hả? Xem tóc tóp hả? Em lướt tóp tóp hả? Chú em muốn cắt nửa cái đầu là đầu chọc, còn nửa cái đầu còn lại giữ đúng không? Ok, ui nhưng mà anh thấy tóc của em tóc chất này quá. Tóc này chất quá rồi nè, tóc đúng rồi, tóc này thấy chất quá nha. Tóc này là không nên cắt em ạ. Tóc này là nên nhợm theo phong cách của anh. Là sao vậy em, nội bật cho tôi nha. Đầu tiên á là mình là con trai, đàn ông con trai mình phải có tí râu vô nhìn nó mới ngầu hiểu không? Em xịt cho em tí râu nha. Em không mọc râu được. Em này không mọc râu được tại em này còn nhỏ. Em này còn con nít. Thế thôi thì anh nhợm cho em cái tóc cũng sắp Tết rồi em. Anh nhợm cho em quả tóc đem ăn Tết nha. Em có hay coi rap của MCK không? Có cái phong cách đó em. Thì mình phong cách hiện tại giờ là mình không lông mày đâu em nha. Không sợ thì đi về. Đó, sợ thì đi về nha em. Ok rồi. Tiếp theo nữa tóc thì anh nghĩ là anh sẽ sơn cho tóc của em toàn bộ thành màu xanh lá cây. Sau đó là mỗi cục này anh sẽ sơn một màu khác nhau. Ngồi im nha em. Đừng cử động nha. Đó, trời ơi. Trời như cái bông cải vậy trời. Nhìn cái đầu em giống cái súp lơ xanh này đó. Em thích ăn súp lơ không? Chứ anh thích ăn súp lơ lắm á. Tóc chất vậy mà cắt chi vũ trời. Rồi, xanh lá cây đẹp em ơi. Rồi, anh nghĩ là xanh lá cây mình nên điểm thêm một tí màu đỏ em ha. Đây, anh có cái này, đây là loại xịt mới bên anh. Xịt vô là nó có hình trái tim em ạ. Em thích, em muốn thử không? Đây đây, thử nha, đem về cho người yêu coi là hơi bị ngầu luôn. Đó, hình trái tim. Đây, hình trái tim dành tặng cho Sa đây để mình thả tim nha bạn. Đó, 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 kìa. Thả tim, khó ta, thả tim nha em nha, thả tim nha em nha.
trái tim này là dành không chỉ cho em mà còn dành cho Sammy của anh nữa đó. Quá chất rồi, để anh kia xem coi. Rồi bây giờ là mỗi bên đây anh xịt thêm một xíu nữa ha. Ngồi sao đi em ha. Ngồi sao đi. Đó, hình đồ đẹp rồi quá trời. Tóc này là đẹp hơn tóc em yêu cầu luôn nha. Vậy đúng rồi, anh thấy tóc này là đi học là thầy cô khen á. Đó, ngồi sao rồi lên. Em thích ngồi sao không? Em thích làm ngôi sao mà anh làm cho em thành ngôi sao luôn. Rồi, ok. Theo nữa là màu tím đi. Em có biết làm có mấy cái trái cây, có mấy cái cây á, nó hay có mấy cái quả đó, có cái trái á, anh sẽ sơn nho à. Đúng rồi, cái này trái nho em. Anh này sáng tạo quá ta. Sáng tạo mà. Mang kiến kìa em ơi, nhìn cũng màu quá nè. Rồi từ từ bình tĩnh, để anh bấm ghế cao lên nè. Rồi, anh nghĩ là để anh xịt tóc cho em xíu nha, sấy cho nó khô em mà. Sấy vô bỏ người ta không vậy? Rồi, anh thấy là tóc như thế này là đẹp rồi đấy mà. Đây, để anh thêm tí hoa đồ kiểu vô cho nó có hoa ha. Tết, đồ Tết đến xuân về. Đúng rồi, có hoa. Hoa em ha, cho thêm tí hoa em ha. Ê, chụp cái gì có, ông chụp hết cho bạn này, thấy là bạn này cũng dễ thương á. Có bạn fan nào đang xem video muốn phong cắt tóc cho thì nhớ comment xuống bên dưới nha. Mình sẽ nhận cắt tóc miễn phí nha các bạn. Chỉ cần mấy bạn đồng ý đưa cái đầu của các bạn cho mình để mình cắt là đồng ý hết. Số 1 là anh không sẽ cắt tóc cho mấy bạn luôn. Đúng rồi. Comment liền. Đẹp em trai ạ, bây giờ đem mắt kính nha em trai. Cái đầu như mình bông dữ trời. Anh nghĩ là cái đầu của em đang như thế thì nó sẽ hợp với mắt kính màu hồng em ạ. Trái tim nha. Đó, dễ thương, dễ thương nè. Chụp tấm hình nè, tách cười 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 thích nè, đúng không? Rồi cái điểm nha. Mấy sao em ơi, sao có sao hoài vậy? Gì chơi kỳ, chơi có sao gì trời ơi. Ok bạn ơi, vậy là coi như ngày hôm nay thì mình đã cùng với Sammy, hai đứa mình đã cùng nhau làm thợ cắt tóc một ngày. Thì Sammy thấy làm thợ cắt tóc như thế nào? Vui ạ. Còn Phong thì Phong thấy là làm thợ cắt tóc thực sự rất là khó luôn nha các bạn nha. Kiểu mình đứng mình phải canh, mình cắt sao cho đẹp á. Chứ cắt kiểu như Phong là chắc nhập viện rồi các bạn. Bị khách đánh á, khách đánh cho nhập viện luôn đó các bạn đó, kiểu vậy đó. Rồi, nếu cho mình mấy bạn có thấy thích video này hay không thì đừng quên là hãy bình luận xuống bên dưới cho mình biết nha. Và nếu như bạn nào mà muốn mình sẽ cùng với Sammy, bọn mình sẽ tiếp tục làm tiếp những tựa game về kính VR, thì đừng quên là comment xuống bên dưới và nhấn nút like video này luôn nha các bạn. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye. Hay là lần sau mình làm nấu ăn đi sao? Cũng được á. Làm đầu bếp đi nha. Ok. Yes.